Anatoly Malakhin thua võ sĩ Senegal, mất Tai Wan Championship. Gã khổng lồ Anatoly Malakhin là võ sĩ MMA đầu tiên trên thế giới giữ đai vô địch 3 hạng cân cùng lúc. Trước màn so tài với Omarkan, Reuger, Malakhin nắm giữ đai vô địch One Championship hạng cân Middleweight, Light Heavyweight và Heavyweight. Chạm trán Omarkan ở hạng cân Heavyweight, Malakhin được đánh giá cao hơn hẳn. Nhà vô địch One Championship bước vào trận với bảng thành tích 14 trận toàn thắng, 10 co, 4 submission. Tuy nhiên, Omarkan đã tạo bất ngờ lớn nhất trước Malakhin. Màn so tài giữa Omarkan và Malakhin ở One 169 đã chứng kiến nhà vô địch liên tục gặp khó. Malakhin không thể khắc chế lối chơi thiên về những đòn vật được can thực hiện. Thay vì loại bỏ đối thủ nhanh chóng như những lần trước, Malakhin tỏ ra chậm chạp, tấn công không hiệu quả và cũng liên tục để đối phương chiếm ưu thế. Trận đấu giữa Can và Malakhin khép lại sau 5 hiệp đấu. Chỉ có một trong ba giám định chấm cho đương kim vô địch giành chiến thắng, hai người còn lại nghiêng về Omarkan. Kết quả này đã biến võ sĩ người Senegal trở thành tân vương, một kịch bản không ai ngờ đến. Về phía Malakhin, võ sĩ này hoàn toàn không bất ngờ khi trọng tài xướng kết quả. Bản thân anh biết mình đã thua đối thủ, và Can cũng hiểu rõ mình là người thi đấu tốt hơn lần này. Họ có thể tái đấu trong thời gian tới, bởi Malakhin chắc chắn muốn lấy lại danh hiệu đã mất. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, VTF, cử 2 huấn luyện viên và 4 vận động viên tham dự giải vô địch Taekwondo thực tế ảo lần thứ nhất. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, VTF, cử 2 huấn luyện viên và 4 vận động viên tham dự giải vô địch Taekwondo thực tế ảo lần thứ nhất năm 2024 tại Singapore. Giải vô địch thế giới sẽ giới thiệu những điểm hấp dẫn chính của Taekwondo ảo như một môn thể thao không rào cản, sáng tạo và thú vị khi Taekwondo thế giới khẳng định vị thế của mình trong thế giới thể thao điện tử. Trò chơi, một bản dựng thực tế ảo của Taekwondo, cho phép người chơi đeo tai nghe cũng như các nút theo dõi chuyển động trên tay và cẳng chân. Trong trò chơi, mục tiêu là tung ra những cú đá để làm cạn kiệt thanh máu của đối thủ, với khả năng làm choáng đối thủ và ngăn họ di chuyển trong 4 giây. Trò chơi cung cấp một sân chơi bình đẳng bất kể giới tính, tuổi tác, khả năng và sự khác biệt về thể chất. Giải vô địch Taekwondo thế giới ảo tại Singapore sẽ có 3 hạng mục: thiếu niên hỗn hợp 13 đến 15 tuổi, thanh niên trưởng thành 16 đến 35 tuổi và người lớn hỗn hợp trên 35 tuổi. World Taekwondo đang tích cực quảng bá Taekwondo ảo. Năm 2024, giải vô địch Taekwondo ảo thế giới đầu tiên đã diễn ra tại Wuzhou, Hàn Quốc. Taekwondo ảo cũng đã được giới thiệu trong Thế vận hội Olympic Paris 2024. Gần đây, Liên đoàn Taekwondo toàn châu Mỹ đã trở thành cơ quan quản lý lục địa đầu tiên công bố giải vô địch lục địa đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2025 tại Querétaro của Mexico. Danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự gồm 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh văn phòng Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn huấn luyện viên trưởng. 2. Bà Nguyễn Bích Thủy, huấn luyện viên trưởng bộ môn Taekwondo tỉnh An Giang, quản lý đoàn huấn luyện viên. 3. Nguyễn Quang Phúc, vận động viên nam đơn vị Hải Phòng 4. Nông Thạch Khiêm, vận động viên nam đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. 5. Nguyễn Thanh Hiền Linh, vận động viên nữ đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. 6. Lê Thị Ngọc Phương, vận động viên nữ đơn vị An Giang. Kison David hạ gục Gustavo Limos. Võ sĩ hạng nhẹ Kison David, 12-0-8 coach, đã có màn ra mắt ấn tượng vào đêm thứ 6 khi hạ gục võ sĩ hạng trung nặng hơn 155 pound Gustavo Limos, 29-1-19 coach, trong hiệp đấu thứ 2 của trận loại trực tiếp tranh đai vô địch hạng nhẹ WBO tại Scott Arena ở Norfolk, Virginia. Kison đã hạ gục Limos, 28 tuổi, 3 lần trong hiệp 2. Trọng tài Raul Kaiser đã dừng trận đấu sau lần hạ gục thứ 3, ngã đè lên Limos khi anh ta đang ra lệnh dừng trận đấu. Thời gian là 1 giờ 8 phút của hiệp 2. Trong lần hạ gục đầu tiên, Kison đã đánh trúng Limos bằng một cú phản đòn bằng tay phải khi anh ta đang tung ra một cú đánh mạnh. Cú đánh của Kison trúng vào cằm của Limos, khiến anh ta ngã xuống. Vài phút sau, Kison đã hạ gục Limos bằng một cú đánh tay phải khác. Sau đó, anh kết liễu anh ta bằng một tổ hợp trái phải. Lần này, Limos bị thương nặng và không thể đứng dậy ngay cả khi trọng tài không dừng trận đấu. Thật khó để nói Kison giỏi đến mức nào trong trận đấu này vì Gustavo trông rất tệ. Anh ta là phiên bản thu nhỏ của Rocky Balboa trong bộ phim Rocky của Sylvester Stallone. Nhưng anh ta còn tệ hơn vì anh ta không có bất kỳ trò chơi bên trong nào. Anh ta chỉ để Kison chói anh ta lại khi anh ta thu hẹp khoảng cách. Kison đâm vào người và dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công vụng về của Limos, đôi khi trông giống như một đấu sĩ matador. Sau trận đấu, Kison đã gọi tên các nhà vô địch hạng nhẹ Gervonta David và Dinesh Berinci. Anh ấy nói rằng anh ấy nghĩ mình sẽ thách đấu với nhà vô địch WBO Berinci tiếp theo. Điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ vượt qua nhà vô địch thăng 1 William Zepeda và nhà vô địch thăng 2 Raymond Muratala. Một danh hiệu vô địch thế giới chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo, Kison nói. Này, Gervonta, cốc cốc. Vì tôi đã ký hợp đồng với Top RNK, chúng tôi đã lên kế hoạch cho một đêm như thế này. Xin gửi lời cảm ơn đến Top RNK, Bob Arum. Chúng tôi sẽ làm lớn hơn thế này.
chúng tôi đã làm 10.000 với một đối thủ không được biết đến nhiều. Tôi không cảm thấy bất kỳ sức mạnh nào ở anh ta. Có lẽ anh ta đã không có cơ hội đánh tôi. Tôi không thể nói nhiều về một trận đấu hai hiệp,